Xin chào quý vị và các bạn. Thuộc hai mỗi ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn biết được chính loại bệnh mà chữa từ cây lá ổi. Chính loại bệnh chữa từ cây lá ổi là các bạn. Hôm nay thuộc hai mỗi ngày sẽ cho các bạn biết. Mời các bạn xem video. Xin chào các bạn. Đây là cây lá ổi đây các bạn. Cây lá ổi thì bạn nào chắc bạn nào cũng sẽ biết được cây lá ổi nó hình dạng như thế này đúng không? Và hôm nay mình sẽ đi thẳng vào vấn đề là mình sẽ cho các bạn biết được chính công dụng chữa bệnh từ cây lá ổi này. Và hôm nay mình đi qua cây thuốc và tình cờ mình gặp được cây lá ổi này, mình sẽ cho các bạn biết được chính công dụng của nó. Và công dụng thứ nhất của nó đó là giúp các bạn giảm cân. Những bạn nào muốn giảm cân thì có thể dùng cây lá ổi này để giảm. Đấy, là các bạn có thể lấy cái lá ổi này tắc lấy nước uống và chế độ mỗi ngày thì bạn nó sẽ giúp bạn giảm được giảm cân này đó. Nên cái lá ổi này bạn, rồi bệnh thứ hai đó là lá ổi này có thể giúp bạn làm đẹp da, trong lá ổi nó chứa nhiều khoáng chất vitamin, nó có thể làm kháng khuẩn, làm các bạn giúp các bạn đẹp da. Và bằng cách là các bạn giả nát cái lá ổi này, rồi các bạn pha với nước ấm, các bạn rửa mặt đi hàng ngày thì nó sẽ giúp bạn xe khít cái lỗ chân lông và hạn chế được cái mụn nên giúp bạn đẹp da. Phòng ngừa tiểu đường các bạn, bệnh này có lá ổi này có thể phòng ngừa tiểu đường bằng cách là các bạn có thể nấu nước và các bạn uống hàng ngày đó. Các bạn pha nó sẽ giúp lá ổi nó sẽ giúp pha loãng cái lượng máu, lượng đường trong máu á, nên có thể ngăn ngừa được tiểu đường trong máu. Và lá ổi này có thể hỗ trợ để điều trị cái bệnh ung thư của các bạn, điều trị ung thư luôn các bạn ạ, vì nó có tính sát khuẩn, nó có thể tiêu diệt các cái vi khuẩn, nó các cái hormone gây ung thư. Nên các bạn có thể dùng cái nãy này làm lá ổi tươi, các bạn rửa sạch, các bạn ngâm với nước nóng đó, rửa sạch rồi các bạn ngâm với nước nóng, rồi các bạn uống vào một buổi sáng sau bữa ăn thì nó sẽ giúp bạn giảm được tế bào ung thư. Rồi bệnh thứ năm đó là chữa bệnh đau răng. Đau răng là bằng cách các bạn giả nát đi, rồi cho ít muối và nước ấm, và sau đó các bạn thục miệng, các bạn ngâm đó, nó cũng sẽ hết. Rồi giảm cholesterol. Giảm cholesterol này thì các bạn chỉ việc là nấu nước và các bạn uống là nó có thể giảm được cholesterol. Bởi vì có các nghiên cứu khoa học, họ đã nghiên cứu là trong lá ổi này nó có rất nhiều cái chất nó có thể giúp bạn giảm được cholesterol. Rồi nó sẽ điều trị được cái bệnh dị ứng. Bệnh dị ứng này thì các bạn có thể bị dị ứng về hải sản, nhớ dị ứng về một số cái chất mà các bạn một số bạn bị dị ứng á, là các bạn có thể nấu và lại các bạn lấy nước uống là nó có thể giảm. Bởi vì nguyên nhân bị dị ứng là do hô hấp nhiễm trùng da và do cái thực phẩm này thì các bạn có thể sử dụng lá ổi này. Rồi hỗ trợ các bệnh tiêu chảy. Những bạn nào bị bệnh tiêu chảy như thế này thì mình biết được một bài thuốc, đó là các bạn bị bệnh tiêu chảy này thì tiêu chảy kiệt lì luôn các bạn, là các bạn nam thì 7 đọt, nữ thì 9 đọt, và các bạn dùng các bạn nhai cho thêm một ít muối, các bạn giả nát, các bạn nhai, các bạn nọt luôn. Đó, các bạn nhớ nam thì 7, nữ thì 9 thì các bạn nhai và các bạn nọt là nó sẽ hết. Rồi. Bệnh thứ 9, bệnh cuối cùng của bệnh thứ 9 là bệnh giúp cái gan bệnh khỏe mạnh, nó chữa được bệnh gan đấy các bạn. Đó, nó chữa bệnh gan. Đó là bằng các bệnh sắt, là các bạn lấy nước uống hàng ngày là nó có thể giúp bạn lọc được các gan, giúp bạn gan bạn khỏe mạnh hơn đó. Và trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn biết được chính loại bệnh nó có thể chữa từ cây lá ổi này. Thuộc hai mỗi ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn biết và chia sẻ cho các bạn biết được cái đặc trị chữa bệnh về cây lá ổi này. Thì mong quý vị các bạn ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có các động lực sản xuất ra các video hay đó. Có gì mà không đúng thì quý vị hãy
comment ở phía dưới video này để giúp chúng tôi thay đổi các suy nghĩ và kiến thức đó để cung cấp lại cho quý vị các bạn biết. Và xin cảm ơn.